Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi tour mò nhà và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút mò đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nhé con. Tên làm ai anh nhớ anh cứ là một người này trẻ không có cầm mic lên đây để hả nó có nghi nhiều đấy. Anh cứ giả vờ buồn thôi. Cái dần giả đây. Anh không hề kể chuyện em phóng mặt đi nha. Không ra tất cả nào đi đâu. Mãi thua. Ra tất cả nào đi không anh em về TV chơi. Anh cứ ra của nơi đây sẽ không có em bà thôi. Anh ra tất cả nào anh em mình lên TV chơi. Em mình ôm đây thôi. Quên được ai đó là người mà em cứ nhìn thấy em mong về. Anh cứ giả vờ buồn thôi. Không chẳng biết có đi không. Nhưng đi chơi nhiều nó mới thích. Thế nào mày đã bắt người yêu ra mày like nghe chết nghe. Tao đang hài like được. Thằng này chắc rà cho mày. Anh cứ là cuộc đời đây sẽ không có em bên cạnh. Dạ yeah. Chứ không xe. Không để không xe rồi. Có xe đâu, đây là có xe nhưng mà có lại được. Tỉnh luôn đi mẹ lòng. Luôn không tỉnh bơ. Đôi ta từ hôm qua đã đến lúc anh đừng thay đổi. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay thì mình xin mời like và đăng ký kênh.
vẫy đơ, anh sẽ giữ em dưới vòng tay. Bây giờ mình đấy tôi mở xong các bạn ạ. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi tua mò nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút mò đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chết chết tôi bị tôi bỏ nhé các bạn. Bạn chó bè. Bye. 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 Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ nha các bạn. Rồi mạnh về đây Cường làm rồi. Ôi, hai cầu vòng à? Ừ. Quỳnh Bè. Quỳnh Bè. Cái này phải có nhà mới hay. Nhìn thì nghe là nó to đại mẹ con này nhảy như cái đầu lọc ui cà rốt quá đi. Đi mẹ nè sói nè nói xem đi tung tần đàn tìm đê tần đá ra đê cái video này mới chơi chứ.
quá. Tôi bị dậy rồi, tôi liên quan được hả? Vậy là mình đã đi tôi mở phòng các bạn ạ.